Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, bây giờ đang là buổi chiều của ngày 26 tháng 8 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Yên Lành đang vận chuyển hai ông ngựa thờ đã được sơn son thép vàng chuyển lên xe tải để chuẩn bị bàn giao cho dòng họ Nguyễn ở trong Nghệ An. Thì những người thợ của chúng tôi đang chuyển ông ngựa màu trắng trước. Chúng tôi sẽ chằng buộc cẩn thận để bàn giao cho quý khách. Trong clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu các cái công đoạn quy trình làm về ngựa thờ, tượng thờ cho quý khách trên toàn quốc để tham khảo rồi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm một video, chúng tôi sẽ bàn giao và lắp đặt đôi ngựa thờ này vào nhà thờ lớn ở Nghệ An. Thì đôi ngựa thờ này rất là nặng, thì mỗi một ông nặng khoảng tầm 750 kg. Nên khi khiêng lên xe là rất vất vả, phải bốn người thanh niên khỏe mới khiêng được. Vì đây là ngựa đặc chứ không phải là ngựa rỗng như các bạn thấy trên thị trường. Thì quý khách nào mà muốn đặt ngựa thờ cho nhà thờ tư gia hay là nhà thờ họ hay là đình chùa thì quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong video trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cái phần mộc thô rồi. Quý vị nên kiểm tra hàng trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Và trong video clip này thì chúng tôi sẽ cùng quý vị đi tham khảo một mẫu nhà thờ họ. Nhà thờ rất là lớn ở trong Nghệ An. Thì trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu để cho quý vị tham khảo thêm các cái mẫu hoành phi câu đối cũng như là cuốn thư, cửa võng. Thì quý vị hãy xem hết video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị xem. Quý vị hãy cứ đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu rất nhiều mẫu mã cho quý vị tham khảo thêm. Cảm ơn quý vị cứ đã đăng ký và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên cái thị trường đồ gỗ online ngày càng mạnh. Chúng tôi chằng buộc rất là cẩn thận vì đường đi rất là dài. Và bây giờ thì chúng tôi đã có mặt tại biển Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây là xã Quỳnh Long. Bây giờ đang là 8 giờ sáng của ngày 27 tháng 8 năm 2020. Thì chúng tôi đã vận chuyển hai ô ngựa đến cửa của nhà thờ họ Nguyễn, phái 2 chi 6. Thì dòng họ Nguyễn này là con cháu của vị tướng cũng như là một vị quan lớn trong triều đình, đó là tướng Nguyễn Xí. Và nhắc đến tướng Nguyễn Xí thì các bạn cũng biết rồi, ông là một người khét tiếng ở đất Nghệ An về cách dùng quân cũng như là dùng binh, điều binh khiển tướng trong các cái mặt trận đánh giặc thời vua Lê Lợi. Ông đã giúp năm nhà vua làm nên các cái công trạng rất là lớn. Thì bây giờ đến đời con cháu hậu duệ sau này đã sắm những linh vật đồ thờ cúng để thờ các vị tướng và đặc biệt là tướng Nguyễn Xí, người có công rất là to lớn với triều đình cũng như là đất nước. Và chúng tôi cũng được biết dòng họ Nguyễn phái 2 chi 6 này hiện tại đang có tổng là 1.181 đinh, rất là nhiều. Và toàn bộ nhà thờ thì các bác đã sắm đủ hết, từ A đến Z, cuốn thư câu đối, hoành phi cửa võng, trống, bát biểu chấp kích. Và hôm nay thì các bác đã được dinh về nhà thờ một đôi ngựa thờ, mà ngựa đặc cao 1m97, được sơn son thép vàng Đài Loan do cơ sở đơn vị đồ gỗ Hiền Lành thi công. Các bác đã xem rất nhiều các clip trên YouTube thì các bác đã chọn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để làm uy tín để đặt hàng. Hôm nay là 27 tháng 8 thì chúng tôi bàn giao cho gia đình một đôi ngựa thờ. Và chúng tôi đang vận chuyển vào bên trong để làm lễ yểm. Và hôm nay cũng là ngày mùng 9 âm lịch của tháng 7. Thì tất cả các con cháu của dòng họ đã tập trung đông đủ về nhà thờ để chứng kiến làm lễ yểm vào ngựa. Các con cháu đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị
các cái lễ vật, lễ cúng lên nhà thờ họ được đông đủ và trang nghiêm. Vâng, trên màn hình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là những con cháu của dòng họ đã dùng nước gừng để tắm rửa sạch sẽ cho hai ông ngựa, tắm sạch bụi trần để đưa vào làm lễ thờ. Đôi ngựa này đã được cơ sở gỗ Yên Lành làm rất tỉ mỉ và kỹ. Và đây là quy định của dòng họ Nguyễn Đình Phái chi 2, à phái 2 chi 6 của tộc đường dòng họ Nguyễn. Con cháu của tướng Nguyễn Xí hay còn gọi là Thái Phó Cương Quốc Công. Thì lát nữa quý vị có thể xem thêm tiểu sử của vị tướng này, chúng tôi sẽ ghim vào để cho quý vị trên toàn quốc biết được cái danh của tướng Nguyễn Xí như thế nào. Con cháu tắm cho hai ông ngựa rất là cẩn thận, trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Và chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ gần như được đánh giá là lớn nhất của tỉnh Nghệ An, sau đền thờ chính của Nguyễn Xí ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thì đây là nhà thờ lớn thứ hai, nằm ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, một dòng họ với 1.181 đinh. Và đây là không gian bên trong của nhà thờ, rất nhiều hoành phi câu đối và mẫu mã đa dạng, cuốn thư bát biểu chấp kích, ngà voi, ngà hạc thờ thì các bác đã sắm trong cái thời gian trước và bây giờ nó đã xuống màu rồi. Chúng tôi cũng được biết là vào 16 tháng 2 âm lịch hàng năm thì ở đây sẽ diễn ra một cái ngày kỵ rất là lớn và sẽ được rước kiệu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức. Vì dòng họ này cũng là dòng họ có tiếng của Nghệ An nên đã được nhà nước phong tặng bằng. Và bên trong đây là ảnh thờ của tướng Nguyễn Xí gian trong cùng. Thì lát nữa chúng tôi sẽ ghim cái bài viết về tướng Nguyễn Xí để cho quý vị trên toàn quốc tham khảo. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách là cái không gian thờ tự bên trong của đền Nguyễn Xí thuộc xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khác với đền thờ Nguyễn Xí ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hai đền thờ này khác nhau, cũng đều to nhưng mà khác nhau. Thì quý vị hãy cứ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái chi tiết mới, đồ thờ mới. Và bây giờ chúng tôi sẽ ghim phần tiểu sử thêm để các bạn tham khảo. Trò săn giết giặc là đội quân độc đáo của tướng Nguyễn Xí trong khởi nghĩa Lam Sơn. Có biệt tài huấn luyện chó, Nguyễn Xí đã rèn luyện được đội khuyển quân lên tới cả trăm con. Danh tướng Nguyễn Xí quê ở làng Thượng Xá, huyện Châu Phúc, nay là huyện Nghi Lộc, Nghệ An, sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn bán muối. Tương truyền cha ông là Nguyễn Hội bị một con cọp đã thành tinh cắt đi vùi xác ở một huyện đất tốt tại xứ Đồng Lam. Cọp còn cắm cây xung quanh mộ. Hôm sau, người ta đến tìm được và đem về chôn nơi khác. Nhưng rồi đến đêm hôm sau nữa, con cọp lại tới gầm thét vang khắp núi non, bới tung lên, vứt bỏ quan tài, đem xác đến vùi lại chỗ cũ. Bấy giờ người ta mới biết là trời ban cho huyệt tốt, trích Đại Việt Thông Sử. Tuy còn nhỏ nhưng Nguyễn Xí rất thông minh, nhanh nhẹn, tỏ ra là người có tài. Vì thế Lê Lợi rất quý, giao cho chăm sóc một đàn chó săn lớn. Sách Đại Việt Thông Sử cho biết, vua sai Nguyễn Xí nuôi một đàn chó săn gồm hơn 100 con, sớm chiều chia cơm cho chó ăn, ông đều dùng chuông làm hiệu. Bầy chó theo sự điều khiển của ông tiến thoái răm rắp. Nhà vua rất quý ông, cho là người có tài làm đại tướng, nên sai ông nắm quyền cai quản đội quân thiết độ thứ nhất. Năm Mậu Tuất năm 1418, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính thức được phát động. Lúc này Nguyễn Xí mới 21 tuổi đã được trao quyền tướng quân, hầu cận bên Bình Định Vương Lê Lợi. Ông đã trải qua những ngày tháng khó khăn, gian nan trong những năm đầu khởi nghĩa ở vùng rừng núi Tây Thanh Hóa, Linh Sơn, Khôi Huyện. Trong bước đường chiến tranh đó, đàn chó của Nguyễn Xí trở thành một đội quân đặc biệt do được huấn luyện chu đáo.
điều khiển bằng tiếng nhạc nên từ ăn, ngủ, tấn công, chúng đều theo hiệu lệnh phát ra. Những lúc bị vây hãm tuyệt lương thì đàn chó được lệnh đi săn thú, bắt chim về làm thức ăn cho nghĩa quân. Khi xung trận, Nguyễn Xí điều khiển bầy chó lăn xả vào cắn xé, làm quân giặc rất hoảng sợ. Tên tướng Minh là Mã Kỳ mỗi khi nghe đến đội quân khuyển của ông lại kinh hãi. Có lần Nguyễn Xí cho buộc vào cổ đàn chó những chiếc đạp ngựa. Khi chó chạy sẽ phát ra tiếng kêu như tiếng đoàn kỵ mã. Đến đêm, ông dẫn quân đến vây trại giặc Minh rồi cho đánh trống reo hò ầm ĩ, lại xua chó chạy quanh trại. Quân Minh nghe tiếng đạp ngựa, lại thấy tiếng trống thúc, quân reo rất hốt hoảng, tưởng bên ta đến cướp trại, nhưng không rõ binh lực thế nào nên không dám ra đánh. Chúng đành dùng cung nỏ bắn ra như mưa, một chốc Nguyễn Xí lại cho dừng. Bọn giặc thấy yên thì ngừng bắn, ông lại thả chó ra. Trống lại đánh, quân lại reo, giặc lại bắn ra. Đến gần sáng, sau khi thu nhặt được hàng vạn mũi tên quân ta rút đi, còn bọn giặc cả đêm hoảng loạn, mất ngủ, lại tổn thất rất nhiều tên. Nghĩa quân Lam Sơn và dân chúng hết lời ca ngợi Nguyễn Xí, xem việc lập kế lấy tên của giặc không kém gì mưu của Khổng Minh dùng người Dơm mượn tên của quân Tào trên sông Bích Xích thời Tam Quốc. Trong 10 năm kháng chiến gian khổ, Nguyễn Xí cùng đàn chó của mình tham gia nhiều trận đánh quan trọng như cuộc vây hãm thành Đông Quan, hạ thành Xương Giang, tiêu diệt và bắt sống gần 10 vạn quân Minh sang Tăng Viện năm Đinh Mùi năm 1427. Khi sự nghiệp kháng chiến thành công, giặc Minh bị quét sạch khỏi bờ cõi, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế đã phong cho Nguyễn Xí làm Long Hổ tướng quân. Suy Trung Bảo chính công thần, tước huyện hầu, là bậc khai quốc công thần của triều Hậu Lê và được ban quốc tính họ Vua. Ông làm quan trải qua năm đời vua, công danh tụt bậc, được phong làm Nhập Nội Đô Đốc, Hàm Thiếu Bảo, sau đó là Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, Nhập Nội Kiểm Hiệu, Thái Phó Cương Quốc Công, Nhập Nội Hữu Tướng Quốc. Năm Ất Dậu năm 1465, Nguyễn Xí bị bệnh mất, thọ 68 tuổi, triều đình truy tặng chức Thái Sư. Trong chiến tranh, việc truyền tin tức giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Do đó từ xa xưa, các triều đình đã tổ chức hệ thống thông tin với các dạng thức khác nhau như dùng cờ hiệu, đặt trạm dịch, dùng hỏa đài và đặc biệt là dùng chim bồ câu để đưa tin. Không rõ việc sử dụng chim bồ câu đưa tin xuất hiện ở nước ta khi nào, nhưng đến giai đoạn kháng chiến chống quân Minh xâm lược, sử sách và giai thoại dân gian có nhắc đến hai nhân vật nổi tiếng Trần Nguyên Hán và Nguyễn Trích. Ngày ngày mở mang vang danh thương hiệu.